Rồi. Okay, chào mọi người, chào buổi sáng mọi người. Hôm nay thì bác sĩ khuyên là bác sĩ ở trung tâm giải phẫu bệnh viện K hiện tại là đang là sinh viên PhD ở trường Đại học Hà Nội, sẽ trình bày và báo cáo về cái ca bệnh cái gì nhỉ? Ung thư biểu mô mô đệm và canxi hóa ở ở gan. Cảm ơn bác sĩ khuyên. Dạ. Em chào các anh các chị các bạn thì em là bác sĩ Khuyên hiện đang công tác tại trung tâm giải phẫu bệnh và sinh học phân tử của bệnh viện K cơ sở Tân Triều. Hiện tại thì em mới năm nhất của chương trình nghiên cứu sinh của trường Đại học Hà Nội thì hôm nay thì cũng rất là may mắn thì cũng có được chị Hạnh tạo điều kiện cho để chia sẻ với các anh chị về một cái ca bệnh em cũng gặp lần đầu tiên thôi ở gan trong quá trình mà em về công tác tại bệnh viện K, đó là u biểu mô mô đệm canxi hóa. Thì sau đây em xin trình bày bài chia sẻ của mình ạ. Thì mong là sau khi mà em chia sẻ thì các anh chị có câu hỏi hoặc là góp ý gì cho em thì có thể hỏi hoặc là nói để em có thêm kinh nghiệm ạ. Thì bài trình bày của em hôm nay gồm có 4 phần. Thứ nhất là đặt vấn đề, thứ hai là về ca bệnh lâm sàng, thứ ba là về phần bàn luận và thứ tư là phần kết luận ạ. Về Nhà như như sao sao nào con ơi, không có gì mà như chúng ta đã biết thì thường là về về thực hành ở trong lâm sàng thì thường hay gặp các khối u của biểu mô ở gan hơn là các khối u trung mô ở gan. Các khối u trung mô ở gan thì thường là đặt ra nhiều thách thức trong trong việc chẩn đoán, đặc biệt là trên các sinh thiết kim. Cái u biểu mô mô đệm mà có ổ canxi hóa này thì là một cái khối u hiếm gặp ở gan, và Tổ chức Y tế Thế giới năm 2019 thì trong cái bài của họ viết thì có khoảng 40 dưới 40% trường hợp được báo cáo. Thì em cũng được gặp một ca, thì hôm nay em trình bày về cái ca đấy. Thì bệnh nhân vào viện là một bệnh nhân nam 15 tuổi, tiền sử khỏe mạnh. Bệnh nhân thì phát hiện tình cờ khối u gan do đi khám sức khỏe định kỳ. Thì về mặt lâm sàng thì có sờ thấy một khối lớn ở hạ sườn phải của gan. Về mặt sinh hóa thì bệnh nhân không có tình trạng nhiễm viêm gan B, viêm gan C, chức năng gan thì trong giai đoạn bình thường. Các dấu ấn chỉ điểm u thì alpha FP thì trong giai đoạn bình thường có CA199 thì tăng nhẹ. Về siêu âm ổ bụng thì bệnh nhân có nhiều khối và nốt giảm âm bờ đa cung, khối lớn nhất có kích thước là 18 nhân với lại là 12 cm, có vôi hóa ở vùng trung tâm. Đây là hình ảnh cắt lớp vi tính ở bụng của bệnh nhân. Thì là trên hình ảnh cắt lớp vi tính thì bệnh nhân có nhiều khối u ở gan. Đây là một khối ạ, đây là khối lớn ạ, hả khối lớn nhất này. Khối ờ lớn nhất thì có ok kích thước là thank you 18 nhân 12 cm. Ở thì động mạch thì là khối này là ngấm thuốc không đồng nhất so với nhu mô gan, và cái khối này nó chiếm gần như là toàn toàn bộ cái thể tích của gan. Và chúng ta cũng có thể quan sát đây là có những ổ, đây là ổ vôi hóa. Ổ vôi hóa này không mất mất màu, ổ vôi hóa này là có bắt màu cảm quan giống như ở thì động mạch. Và ở thì tĩnh mạch thì là khối cũng thải thuốc không đồng nhất. Ngoài ra thì bệnh nhân còn thấy được rất nhiều hạch ở vùng rốn gan, vùng quanh quanh đầu tụy. Thì lâm sàng các bác sĩ nghi ngờ một cái u ác tính ở một bệnh nhân nam trẻ tuổi, nên bệnh nhân được tiến hành chỉ định sinh thiết kim. Về mặt vi thể thì là trên tiêu bản vi thể thì đây là mô gan ạ, thì nhìn thấy các ổ cái tế bào u, các ổ tế bào u nằm xen lẫn với nhu mô gan, được bao quanh bởi mô đệm dầu xơ. Đây cũng là các ổ tế bào u ạ. Các ổ tế bào u kích thước cũng khá là giống nhau, được bao quanh ở mô đệm đệm xơ và các cái ống mật phản ứng ở đây ạ. Đây là các ống mật phản ứng ạ. Ở vật kính lớn hơn thì chúng ta quan sát được là các tế bào u này thì có hình
hình thoi hoặc là hình dạng biểu mô sắp xếp tạo đám, được bao quanh bởi mô đệm dầu sơ và xen kẽ và là các cái ống mật phản ứng, ống mật phản ứng ạ, mô đệm xâm nhập cả viêm nữa. Ở vật ở độ phóng đại lớn hơn thì chúng ta sẽ thấy là các tế bào u này là có nhân là khá là đều nhau, chất nhiễm sắc mịn, hạt nhân thì là không rõ, bào tương thì ưa toan nhẹ và có cả hình ảnh nhân chia, nhưng mà mật độ nhân chia ở bệnh nhân này trên sinh thiết kim thì là khá là thấp ạ. Đây ở đây em quan sát thì đây là một cái nhân chia. Thì lúc đầu mà khi mà nhận được cái mảnh sinh thiết kim này thì bọn em cũng là lần đầu tiên gặp, nên là bọn em để một cái tổn thương u chưa định loại hướng đến một trong một là cái u biểu mô mô đệm có ổ canxi hóa, hai là u nguyên bào gan típ nguyên bào đường mật. Tại vì là lúc đầu thấy cái các cái đường mật phản ứng ở cạnh mô u nó cũng phản ứng, nó cũng tăng sinh khá là nhiều. Hai cái chẩn đoán nữa mà bọn em đặt ra ít hơn đó là u thần kinh nội tiết di căn gan hoặc là một cái u ung thư biểu mô di căn gan khác. Thì bọn em có chỉ Mới định ở các cái dấu ấn, chỉ định các cái dấu ấn hóa môn miễn dịch để nhuộm cho bệnh nhân này là bao gồm CK, CK7, CK19, HEPA1, Glypican 3, Famentin, beta-catenin, WT1 và NSE. Thì về mặt hóa môn miễn dịch, sau khi mà có kết quả thì bệnh nhân này là có dương tính yếu với CK, dương tính mạnh mà lan tỏa với Famentin, dương tính với WT1 và dương tính nhân và bào tương với beta-catenin. Còn các cái dấu ấn còn lại như là HEPA1, Glypican 3, CK7, CK19, NSE thì âm tính. Thì đứng trước cái kết quả hóa môn miễn dịch của bệnh nhân thì bọn em nhận định là cái khối u này là một cái chẩn đoán xác định là một cái u biểu mô mô đệm mà có canxi hóa, bởi vì bệnh nhân này là có dương tính với lại beta catenin mạnh lan tỏa vào dương tính với WT1. Còn cái u nguyên bào gan và duy tiếp nguyên bào đường mật thì là bệnh nhân này thì đã âm tính với dấu ấn CK7 và CK19 rồi, nên là bọn em loại trừ cái u này. Và u thần kinh nội tiết thì dấu ấn thần kinh nội tiết ở đây thì bọn em lúc đầu bọn em không nghĩ đến nhiều nên bọn em chỉ có cho NSE, nhưng mà NSE âm tính rồi nên bọn em cũng loại trừ luôn ạ. Thì bọn em chẩn đoán là một cái u biểu mô mô đệm có canxi hóa nguyên phát của gan ạ. Thì sau khi mà chẩn đoán xác định thì tại vì là bệnh nhân này là có một cái khối u u gan khá là lớn, lại nhiều khối, nên bệnh nhân không không thể phẫu thuật cắt bỏ khối u. Thì sau khi đấy thì các bác sĩ ở khoa lâm sàng nhi thì thấy trường hợp này cũng là một trường hợp đặc biệt mà lần đầu tiên các bác sĩ đấy gặp, thì lại mượn tiêu bản sang bên nhi trung ương hội chẩn và hội chẩn cả bác sĩ bên Pháp, thì họ họ tư vấn là điều trị thử với lại là ship platin. Tuy nhiên là sau một chu kỳ điều trị thì bệnh nhân kích thước của khối u của bệnh nhân thì không không tiến triển. Thì khoảng 5 tháng sau em liên lạc với bệnh nhân thì hiện tại thì em không liên lạc được nữa, thì không biết là tình trạng của bệnh nhân thì như nào. Và cái chỉ định cuối cùng của bệnh nhân này thì ghép gan thì với tình trạng hiện tại ở Việt Nam thì em nghĩ chắc là khó. Thì hiện tại là em không mất dấu liên lạc với bệnh nhân sau khoảng 5 tháng tháng trao đổi với bệnh nhân ạ. Về phần bàn luận thì là u mô đệm biểu mô mà có ổ canxi hóa thì lần đầu tiên được mô tả vào năm 2001 bởi Isaac và cộng sự về định nghĩa của khối u. Đây là khối u gan nguyên phát hiếm gặp, có độ ác tính thấp, đặc trưng bởi các ổ tế bào u hình thoi hoặc là dạng biểu mô, được bao quanh bởi mô đệm dầu nguyên bào xơ cơ và có các cái vùng canxi hóa. Ngoài ra là mô u sẽ không có bằng chứng biệt hóa tế bào gan và tế bào đường mật. Về mặt dịch tễ học, em tiến hành hồi cứu y văn thì được 54 trường hợp, thì bao gồm 53 trường hợp đã báo cáo và thêm một trường hợp của em nữa. Thì là em thấy rằng là cái bệnh này thì thường gặp ở bệnh nhân trẻ, đặc biệt là trẻ em, tuổi trung bình là khoảng 16 tuổi và dao động là từ 2 đến 34 tuổi. Hay gặp ở nữ giới, tỷ lệ nam trên nữ là khoảng 2, 2,4 trên 1. Đa số là xảy ra là có một khối u ở gan chiếm khoảng 57,4%, một số trường hợp thì có liên quan đến hội chứng cơ sinh chiếm 14,6%, dùng thuốc tránh thai đừng uống chiếm 7,4% và một số cái hội chứng khác như hội chứng Beckwith, Wiedemann hoặc là Klinefelter. Về cơ chế bệnh sinh, hiện tại thì cơ chế bệnh sinh của cái khối u này vẫn chưa rõ ràng. Tuy nhiên thì có một số tác giả đưa ra cái nguồn gốc của u bao gồm ba cái giả thuyết. Giả thuyết thứ nhất là nguồn gốc biểu mô mà có biệt hóa theo kiểu hình trung mô.
Giả thuyết thứ hai là nguồn gốc trung mô mà có dương tính với lại WT1. Người ta giải thích rằng đây là nó có phản ánh kiểu hình biểu hiện từ trung mô lại chuyển dạng ngược lại thành biểu mô. Và thứ ba là có sự chuyển dạng giữa biểu mô trung mô được hỗ trợ bằng các cái dấu ấn tam bộc lộ với các dấu ấn tam chuyển biểu biểu bộc lộ với các dấu ấn chuyển dạng biểu mô trung mô như là vimentin hoặc là beta-catenin. Về mặt lâm sàng thì bệnh nhân thường là phát hiện tình cờ qua đi khám sức khỏe định kỳ. Bệnh thì không có triệu chứng và đặc điểm lâm sàng là đặc hiệu. Tuy nhiên thì theo thống kê trong 54 trường hợp thì các một số bệnh nhân thì sẽ có đau bụng chiếm khoảng 33,3%, trướng bụng thì chiếm khoảng 5,6%. Bệnh nhân có thể có nôn hoặc buồn nôn, tự sờ thấy khối ở bụng, sụt cân, mệt mỏi hoặc là có các cái triệu chứng mà liên quan đến các cái hội một số cái hội chứng như là hội chứng cơ sinh hoặc là hội chứng Klagenfurt. Về mặt cận lâm sàng thì chức năng gan và các dấu ấn chỉ điểm của u như là alpha FP, CA199, CEA thì thường là trong giới hạn bình thường. Bệnh nhân thì thường không có viêm gan virus B và C. Trong 54 trường hợp thì chỉ có duy nhất một bệnh nhân có viêm gan viêm gan B. Về mặt chẩn đoán hình ảnh thì là khối u thì thường lớn, ranh giới thường rõ, chia thùy, ngấm thuốc không đồng nhất, có vùng canxi hóa. Trên hình ảnh MRI ở bụng sẽ thấy khối giảm tín hiệu trên T1 và tăng tín hiệu trên T2. Thì đây là hình ảnh chụp cắt lớp vi tính của bụng của bệnh nhân thì sẽ là thấy là đây là khối u gan ạ. Thì sẽ có những vùng mà bắt những vùng vôi hóa tăng mật độ tín hiệu trên đây là thì không tiêm thuốc, còn đây là thì động mạch thì nó cũng bắt màu giống như là thì động mạch. Và đây là hình ảnh MRI ở bụng của bệnh nhân thì u thì thường là giảm tín hiệu trên T1 so với nhu mô gan xung quanh ạ. Về mặt giải phẫu bệnh thì về mặt đại thể khối u thường là đơn độc một khối, tuy nhiên là có những trường hợp như ở bệnh nhân hiện của chúng em thì là nhiều khối, hay gặp ở thùy phải chiếm đến hơn 50%. Kích thước u thì từ 2,1 đến 30 cm, trung bình thì khoảng 10 lại trung bình khoảng 13,05 cm. U thì thường chia thùy ranh giới rõ. Cái sự canxi hóa này thì nó có thể là từ không thấy hoặc là thấy rất là nhiều tùy vào từng bệnh nhân. Diện cắt qua thì thường là đồng nhất trắng xám hoặc dạng hạt dạng lão xạo của cái vùng canxi hóa này. Thì đây là hình ảnh đại thể của u mô đệm u biểu mô mô đệm canxi hóa. Đây là một khối u ranh giới khá rõ với nhu mô gan, màu trắng xám, mật độ thì khá là chắc, và cái nhu mô gan đây là nhu mô gan lành, không có biểu hiện bệnh lý xơ gan gì cả. Đây là một cái đại thể khác, đây là thấy rất nhiều cái vùng vôi hóa ở trong cái khối u, đây là có vùng thoái hóa nhầy. Đây là một hình ảnh đại thể mà bệnh mà khối u có thể có những vùng nang hóa trên đại thể. Sinh thiết vào vùng này chắc chẩn đoán khá là khó ạ. Về mặt vi thể thì u thì thường là ranh giới rõ với mô gan xung quanh. Mô u thì gồm các ổ tế bào u hình thoi dạng biểu mô được bao quanh bởi mô đệm dầu xơ. Tế bào u thì đồng dạng chất niệm sắc mịn, hạt nhân thì thường là không rõ, bào tương thì ưa toan và chỉ số nhân chia thường thấp. Ngoài ra mình sẽ nhìn thấy các cái ổ canxi hóa là xương hóa và cái đường mật thì tăng sinh phản ứng ở xung quanh các cái ổ mô u. Đây là ở độ phóng đại thấp thì là ta thấy là mô u thì có ranh giới khá rõ với mô gan xung quanh. Các mô u thì gồm các đảo, các đám tế bào u được bao quanh bởi mô đệm mà dầu xơ collagen dầu xơ dầu nguyên bào xơ cơ, và đây là các cái ống mật đan xen, ống mật phản ứng nằm cạnh các cái ổ tế bào u. Đây là các vùng canxi hóa ở trong mô u. Ngoài ngoài vùng canxi hóa đây là các ổ đám tế bào u đệm bao quanh bởi mô đệm dầu nguyên bào xơ cơ. Đây là các cái vùng mà có thể mô u có thể biệt hóa tạo giống như kiểu tạo xương nhé. Đây các bè xương, đây là các đám tế bào u. Còn đây là các hình thái tế bào u, thì đây là dạng biểu mô, còn đây là dạng tế bào hình thoi. Thì tế bào u thì mình có thể gặp là tế bào dạng biểu mô và tế bào hình thoi. Đây là tế bào dạng biểu mô thì bào tương có bào tương đương rộng ưa toan, sắp xếp tạo các đám ổ được bao quanh bởi các cái ống mật lầy, ống mật phản ứng, ống mật lành phản ứng chèn ép vào cạnh các cái đảo có đám tế bào u, vào mô đệm thì dầu nguyên bào xơ cơ. Ngoài ra thì tế bào u mình có thể gặp là tế bào u với dạng hình thoi, hình thoi sắp xếp tạo các đám ổ ạ. Trong một số cái bệnh nhân thì họ thấy là mô u có thể có những vùng giả tuyến
sắp xếp giả tuyến hoặc là những vùng dạng biểu mô thì thường sinh thiết vào những vùng này thì rất là khó để định hướng những mô này và phải phân biệt với lại ung thư biểu mô di căn hoặc ung tế bào gan. Mô u thì trong các cái báo cáo thì họ thường thấy rằng là chỉ số nhân chia thường là thấp, tuy nhiên ở những bệnh nhân mà có mật độ nhân chia cao, mật độ nhân chia rất là cao hoặc là có tình trạng là xâm nhập mạch hoặc là phát triển kiểu xâm lấn vào mô gan thì thường là tiên lượng xấu và những bệnh nhân này thường là có tái phát tại chỗ hoặc là di căn xa. Về mặt hóa mô miễn dịch thì tế bào u sẽ thường là dương tính với CK và hai cái dấu ấn quan trọng nhất đấy là WT1 và beta catenin. WT1 thì thường là dương tính với nhân nhưng mà trong một số cái nghiên cứu thì họ thấy rằng WT1 có thể dương tính với bào tương dạng đốt lai quanh nhân và beta catenin thì bắt buộc phải dương tính với nhân và bào tương. Và mô u thì thường âm tính với các dấu ấn biệt hóa tế bào gan như là HEPA1, glypican 3, arginine 1, dấu ấn biệt hóa tế bào động mật như CK7, CK19, các dấu ấn thần kinh nội tiết như là CD56, SYNAPT, CHROMO. Đây là hình ảnh hóa mô miễn dịch của mô u. Thì là mô u thường là dương tính với CK, dương tính dạng cocktail, dương tính mạnh và lan tỏa với lại nhân nhân và bào tương với beta catenin và dương tính với lại nhân và bào tương với WT1. Thì chẩn đoán phân biệt của mô u này thì thường là sẽ là chẩn đoán ở những bệnh nhân trẻ thì là và hay gặp u này thì phải đặt ra chẩn đoán đầu tiên là u nguyên bào gan, hai là u thần kinh nội tiết di căn gan, một số hai cái u sau là u biểu ung thư biểu mô di căn gan hoặc là rít nữa. Thì với u nguyên bào gan thì lâm sàng bệnh nhân thường có tăng alpha FP và dương tính với các dấu ấn biệt hóa tế bào gan như là HEPA1, glypican 3 hoặc là arginine A. Đối với u thần kinh nội tiết sẽ dương tính với các dấu ấn biệt hóa thần kinh nội tiết. Ung thư biểu mô di căn gan thì thường là dựa vào lâm sàng, các xét nghiệm cận lâm sàng như nội soi, chụp các lớp vi tính và mình sẽ nhuộm các dấu ấn định hướng nguồn gốc. Và rít thì thường là sẽ có u nguyên phát dương tính với CD117 và ROS1 rít mà nguyên phát ở gan. Chưa gặp ca nào ạ. Mà trong y văn thì em thấy họ bảo cực kỳ là hiếm gặp ạ. Thì nếu mà mình nghĩ rít thì mình phải tìm ở u nguyên phát thì mình mới khẳng định ạ. Về mặt bệnh học thì một số tác giả thì là họ họ làm dùng PCR hoặc là họ xác định các cái tình trạng đột biến của cái gen CTNNB1 này thì họ thấy là sẽ có cái đối với cái gen này thì sẽ có một số bệnh nhân thì có đột biến điểm như là S33F T41A hoặc là đột biến mất đoạn ở cái exon 3 hoặc là exon 4. Ngoài ra là có đột biến của cái vùng thúc đẩy tớt này thì sẽ là hay đột biến giữa cái nucleotide C thay cho T ạ. Bị thay bằng T ạ. Về điều trị thì đối với các cái khối u nhỏ chức năng gan trong giai đoạn bình thường thì phẫu thuật cắt bỏ khối u là điều trị ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên thì với những cái trường hợp mà bệnh nhân nhiều u, khối u lớn, chức năng gan của bệnh nhân không đảm bảo thì thường là trong các cái tài liệu tổng trong các cái bài báo mà em tổng hợp được thì họ bệnh bệnh nhân sẽ được điều trị hóa chất tiền phẫu trước để làm giảm kích thước của khối u. Sau đấy thì bệnh nhân mới mổ và cuối cùng là ghép gan. Ghép gan là trường hợp cuối cùng trong những cái khi mà bệnh nhân đã điều trị hóa chất tiền phẫu mà không đáp ứng thì bệnh nhân được ghép gan ạ. Về mặt tiên lượng bệnh thì thường là tiến triển âm thầm, thời gian sống thêm trung bình sau phẫu thuật của bệnh nhân là khoảng 48,3 tháng và dao động từ 10 ngày đến 264 tháng, khoảng 22 năm ạ. Trong 54 trường hợp thì có em tổng tổng hợp được thì có 4 trường hợp chết do bệnh, 7 trường hợp là tái phát tại chỗ và 1 trường hợp là di căn phổi. Các yếu tố mà tiên lượng mà liên quan đến tình trạng tái phát tại chỗ hoặc là di căn xa của bệnh nhân thì thường là khối u lớn phát triển nhanh trong thời gian ngắn, bệnh nhân có nhiều khối u, có tình trạng xâm nhập mạch hoại tử u và có cái hoạt động nhân chia cao thì là những cái yếu tố tiên lượng xấu đối với cái bệnh đối với khối u biểu mô mô đệm mà có canxi hóa này. Về phần kết luận thì là u mô đệm biểu mô mà canxi hóa là một cái u trung mô hiếm gặp của gan, đặc trưng bởi các cái tế bào u hình thoi hoặc là dạng biểu mô tạo thành các đám được bao quanh ở mô đệm dầu xơ và có các vùng canxi hóa hoặc là xương hóa. Bệnh nhân nếu mà chưa sinh thiết thì thường chẩn đoán nhầm với lại là ung thư biểu mô di căn gan hoặc là u thần kinh nội tiết di căn gan, hoặc là ở những bệnh nhân trẻ hơn, nhỏ tuổi hơn thì sẽ chẩn đoán nhầm với lại u nguyên bào gan. Phẫu thuật cắt bỏ khối u thì vẫn là cái lựa chọn hàng đầu đối với những cái bệnh nhân mà có
u nhỏ, chức năng gan vẫn trong giới hạn bình thường, đảm bảo được được sau ghép bỏ thì không bị tình trạng suy gan hoặc biến chứng. Hiện tại thì vẫn chưa có phác đồ điều trị cho những trường hợp u tiến triển không thể phẫu thuật và ghép gan. Đối với những trường hợp này là lựa chọn cuối cùng cho bệnh nhân ạ. Bài trình bày của em đến đây là hết ạ. Em xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe, và xin mọi người có câu hỏi hoặc góp ý gì cho em thì anh chị có thể góp ý ạ. Cảm ơn bác sĩ khuyên. Ca này rất là hay, mình gặp thấy lần đầu tiên luôn. Mọi người có câu hỏi gì thì đặt câu hỏi cho bác sĩ khuyên. Trong khi chờ mọi người có câu hỏi thì đầu tiên là chị rất là cảm ơn Khuyên, cái bài của em chuẩn bị rất là hay, rất là nhiều cái thông tin, gọi là coi như là một cái kiến thức đầy đủ luôn về cái bệnh này. Cái thứ hai là chị có một góp ý nho nhỏ là cái khi em làm slide ấy, thì em đánh số slide vào, thì khi mà người ta theo dõi thì người ta có cái thắc mắc ở cái slide nào thì người ta chỉ cần ghi lại cái số slide đấy ấy. Sau đấy thì người ta có thể đặt, Dạ. người ta nhờ em là di chuyển ngược lại cái slide đó để họ đặt ra câu hỏi ấy. Tại vì bây giờ mà bỏ cái chuyện không nhớ được số slide, xong em nói xong người ta có câu hỏi nhưng mà em nói xong em đi qua cái phần khác là người ta không có nhớ được nữa, đúng không? Thế cho nên nó là một cái cách để mình cứ đánh số slide nó khá là to và rõ ở cái chân chân góc slide, thì mọi người nhìn ấy là mọi người biết là ở tra họ họ sẽ cần nốt lại là à, tôi có câu hỏi ở cái slide số bao nhiêu. Thế là xong, thì sau đấy họ có thể đặt ngược lại câu hỏi cho em và về sau, thì đấy là cái cơ hội để mình sau này em đi báo cáo ở đâu vậy, nó tăng cái tính tương tác với người nghe. Chị ngoài ra thì chị có một góp ý về cái hình mà em có liệt kê cái marker miễn dịch ấy, rồi để chẩn đoán phân biệt với từng cái tip ấy. Em cho chị Đây ạ chị. không cái marker mà em đậy cái bảng đúng rồi, thì trong trường hợp mà khi mà em đi trình bày, ví dụ như em ghi các tip này đúng không, em ghi là có ba cái tip cần phải chẩn đoán phân biệt với nhau và có một cái list marker như này nó rất là hay, nhưng mà em làm thêm một cái dòng nữa là cái ca hiện tại của em thì nó có cái gì đấy, thì để cho người ta theo dõi này ta dễ. Tất nhiên là nãy em cũng có nói là cái ca của em là nó có beta carotene dương tính và WT1 dương tính, cho nên nó sẽ là cái CNSC này, nhưng mà mình làm thêm một cái dòng nữa ở phía dưới là cái ca hiện tại của em có cái gì, thì để người ta tham chiếu vào cái là người ta bị thuyết phục ngay, người ta cũng nắm được cái tình hình của cái bệnh nhân này luôn ấy. Ok không? Cái đấy em hiểu ý chị nói không? Chị nói có rõ không nhỉ? Dạ vâng, em hiểu, em hiểu ạ, em hiểu, Đấy, em hiểu. tức là mình chỉ cần Em làm thêm một dòng ở phía dưới là ca hiện tại, bệnh nhân hiện tại của em có gì thôi. Đấy, thì để người ta nhìn cái người ta so sánh là người ta đồng ý với em luôn là thế thì nó sẽ phù hợp với cái ở giữa chứ không phải là hai cái còn lại. Đó. Mấy cả chị có một câu hỏi là cái bệnh này thì xếp vào nhóm nào em? Lành hay ác hay là có tiêu chuẩn gì không? Khi nào thì được coi là ác, còn khi nào thì được coi là có tiềm năng ác tính hay như nào? Nó có nói gì về cái đấy không? Hiện tại thì gu đó đang xếp cốt chân một chị ạ, nó là u có tiềm năng tiến triển thấp ạ. Tại vì trong 40 cái trường hợp nghiên cứu thì họ thấy đa phần là các bệnh nhân mổ, tức là có u nhỏ mổ xong thì tiên lượng rất là tốt, thì họ theo dõi sống thời gian sống thêm sau 5 năm thì đều rất là ok ạ. Còn tuy nhiên thì có một số trường hợp mà như hiện tại cái bệnh nhân của em ấy, thì lại bệnh nhân đến vào viện để với trường hợp là lại nhiều khối mà lại rất nhiều hạch ở vùng rốn gan, mà hạch chắc chắn là hạch bất thường, những bệnh nhân ấy không mổ được. Thường là những bệnh nhân đã có di căn vào hạch rồi thì tỷ lệ rất là tồi, nhưng họ hiện tại họ vẫn đang xếp cốt trên một ạ. Tại vì những cái ca đấy chưa chắc đã được làm autopsy đúng không? Để mà được làm autopsy thì là nó sẽ có khả năng hồi cứu để phân loại nó tốt hơn. Tại vì lúc em chỉ Vâng, là nó chắc có khó khá nhiều nhân chia rồi cũng này nọ phết đấy chứ đúng không? à, đấy, cái trường hợp em chỉ đấy là muốn đưa ra cho mọi người các cái đặc điểm đối với bệnh nhân mà tiên lượng phải xấu hơn ấy, bệnh nhân mà nhiều hoạt động nhân chia với xâm nhập mạch thì phát triển kiểu xâm lấn vào mô gan ấy, thì là những cái đặc điểm trên HE mà mình khi mà lâm sàng họ, tại vì hôm trước cái bệnh nhân này thật ra là lúc đầu bệnh nhân này em có hội chẩn nhịp và cũng phải đọc sát nghiệm, đọc sách thì bác sĩ lâm sàng không tin em chẩn đoán như thế, bác sĩ lâm sàng phải còn mượn mượn nhất định là phải mượn mượn tiêu bản sang bên hội chẩn bên viện nhi ấy cho anh Thạch ấy. Thì anh Thạch cũng chẩn đoán là như thế, thì lâm sàng phản hồi với em là à em đã chẩn đoán đúng, thì xong đấy bệnh nhân lâm sàng lại nhờ em chụp ảnh hội chẩn các bác bên Pháp, thì các bác bảo các bác chưa gặp cái trường hợp này bao giờ, các bác cũng đọc y văn cũng mới khoảng đấy ạ, thì là tức là hiếm gặp viện thì các bác không biết điều trị như nào cả, thì cái lâm sàng thì các bác cũng tư vấn, thì sau đấy bệnh nhân này chị Trang ở bên khoa nhi ạ, à chị Thanh, chị đấy có mượn mượn đi để làm gen, nhưng mà tại vì chắc là đắt quá với bệnh nhân cũng nghèo ạ, mà lại nặng ấy, tình trạng này cũng nặng nên là bệnh nhân không làm nữa, thì sau đấy thì em cũng mất dấu bệnh nhân này luôn ạ. Chị Trang cũng mất dấu luôn tại vì gọi cũng không được ạ. À chị Thanh ạ.
thì là hiện tại là bệnh nhân này như thế, tại vì ca này nó rất là đặc biệt nha, em cũng lần đầu tiên chẩn đoán, em cũng phải đọc sách các thứ hội chẩn thầy em xong rồi các kiểu nữa, nhưng mà lâm sàng họ cũng không tin mình lắm ấy, xong rồi họ đi hội chẩn thì sau đấy thì họ ok với chẩn đoán đấy của em. Dạ. Không, cái này là chuyện bình thường, những cái ca hiếm gặp thì nghi ngờ là chuyện bình thường ấy, em phải phải nên nghi ngờ mới đúng chứ. Còn tin làm sao ngay được. Những cái ca hiếm gặp chị đồng ý, hoàn toàn đồng ý là người ta nên có cái phản xạ đầu tiên là phải nghi ngờ chẩn đoán cái đã. Đấy, sau đấy rồi hiệu hội chẩn thêm nhiều ý kiến khác nhau thì nó cuối cùng nó đúng thì mới tin được chứ. Hiệp ơi Hiệp, chị cảm ơn khuyên nha, có bác sĩ có câu hỏi kìa. Chị cảm ơn khuyên. Alo, alo, Dạ em nghe sao cho thầy sao? nghe rõ thầy, mời Alo thầy, nghe được không ạ? có thầy ạ. Thứ nhất là cảm ơn bác sĩ Quyên. Ca này tôi cũng chả gặp bao giờ thật, nhưng mà qua cái báo cáo này thì tôi lại thấy rằng có vẻ như chị khuyên định hướng rất là nhanh về cái u này. Thường thì ở mình hay bị bao vây và thường là hay tính đến, hay gặp, thường là sẽ là chẩn đoán ngay những cái u mà thường hay gặp. Ví dụ cái này tôi nghĩ nếu mà tôi thì tôi sẽ chẩn đoán giết ngay từ đầu. Đấy là cái thứ nhất. Và thứ hai là trong cái bệnh án không thấy nội soi đường tiêu hóa, để loại trừ biết đâu đường tiêu hóa có gì can sang ra sao. Thế đầu tiên tôi nghĩ chắc là một đầu tiên bao giờ phải nghĩ đến một cái u thường gặp nhất mà như này là cái giết phải đầu tiên rồi đã. Thế nhưng mà hình như là không làm cái giết, có vẻ tôi nghĩ là chị Khuyên rất là tự tin về, về loại luôn cái giết từ đầu hay sao. Thế đấy là cái mà tôi nghĩ là nói lần đầu tiên gặp, thế nhưng mà có vẻ là rất tự tin cho cái chuyện đó. Thế thì chắc là anh Hiệp sẽ là người giúp sức, thì tôi nghĩ là ca này rất là hay. Thêm một cái nữa, một ý nữa là thế này, trong cái nhuộm hormone miễn dịch, cái viêm măng tin thì nó dương tính rất là mạnh, thế nhưng mà trong cái mà liệt kê như lại không thấy liệu cái viêm măng tin có phải là cái kháng thể mà cũng góp phần vào chẩn đoán phân biệt cho các yếu khác không. Tôi có ý kiến như thế thôi, À, vâng. thế hết ạ. Em cảm ơn thầy Bình, em cảm ơn thầy Bình đã góp ý ạ. Thật ra là cái bệnh nhân này thì là vào bàn em cũng chỉ được là tiếp cận theo hướng là được bác sĩ khác cho em xem thôi, nhưng mà sau đấy thì em Ông có đang nhận trao đổi với lời bác sĩ lâm sàng ở khoa gan mật thì và đây em có là lên hồ sơ thì trong tôi cái cứ nhắc bài trình em bày của em thì đề phần vào nội gọi là soi đại nhìn trực tai tràng chắc nhưng người ta em đẹp khuyên em không, hơn, kết tôi quả sẽ bảo là nhớ bệnh nhân lần không sau có khối, có đây không có mà tôi khối nói là bất ông thường ấy hay là lại khối không nghi quay dít lại hay không thì gì bà ở ấy ở trên hình ảnh ở nội soi ạ. Và cái thứ hai nữa là tại sao em lại định hướng đến cái nhóm u này ạ, thì thật ra là ở bệnh nhân này là một bệnh nhân trẻ tuổi đã có khối u ở gan, thì thường thì những bệnh nhân trẻ tuổi mà có khối u ở gan hình thái lại không phải HCC, lại không giống của ung nguyên bào gan. Em thì cũng xong rồi em cũng cũng có sách, em cũng phải sách và xong em hội chẩn anh Hiệp đã, thì mấy anh em xong cũng đọc sách mấy hôm thì mới nghĩ đến cái u này ạ. Thì vì bệnh phẩm sinh thiết nên là em đọc xong cái u này có những cái dấu ấn thì dương tính với cái u biểu mô mô đệm mà có canxi hóa này, thì em ưu tiên trước ạ, tại vì em sợ cắt mà nếu mà nhuộm bao vây zit thì một đống dấu ấn nữa thì hết mất bệnh phẩm, nên là em đọc em định hướng cái u này thì em lúc mà em định hướng ra u này thì em cũng khá là chắc chắn đấy, em cũng khá nghĩ phải đến 80-90% là u này rồi, nên là em kê luôn mấy cái dấu ấn như là beta carotene nấm lịch T1. Còn ngoài ra là em không liệt kê cái dấu ấn vermentin, tại vì em thấy cái dấu ấn vermentin thì em thấy cái u nào nó cũng lên ấy, nó không đặc trưng cho cái u này ấy. Mặc dù các nghiên cứu chỉ ra rằng là cái dấu ấn vermentin cũng là một cái dấu thể sự chuyển dạng biểu mô trung mô, tuy nhiên là trong cái hành lâm sàng em thấy cái dấu ấn này nó không đặc hiệu cho một cái u gì cả, nên em không liệt kê vào đây ạ, mà em chỉ liệt kê hai cái dấu ấn quan trọng hàng đầu mà để chẩn đoán u này là WT1 và beta catenin ạ. À, em xin hết ạ. Rồi, cảm ơn, cảm ơn. Em xin Còn bổ sung thầy. thêm với thầy Bình là bác sĩ Khuyên là một trong những bác sĩ mà rất là năng nổ đối với những cái ca bệnh hiếm bệnh khó á thầy. Nói chung là mặc dù tuổi nhỏ nhưng mà đã có vốn liếng trong tay cũng kha khá những ca bệnh lạ rồi á thầy ơi. Ngay từ thời Rồi, nội trú là bạn ấy đã có khá nhiều bài báo cái report về những cái ca bệnh lạ rồi, cho nên là em nghĩ cái việc bác sĩ Khuyên chẩn đoán những cái ca như này nó cũng không phải là cái gì quá lạ đâu ạ. Em không ngạc nhiên với cái năng lực của bác sĩ Khuyên trong việc chẩn đoán những cái u lạ đâu thầy. Dạ. ok, Và rồi, cảm chị ơn. Khuyên rất là chịu khó đọc và tìm hiểu về các cái bệnh lạ lạ như này, chứ tức là thường hay vơ về mình những cái ca lạ chứ không có từ bỏ nó. Và Cảm ơn bác sĩ Hạnh. Có bác sĩ Quang có câu hỏi, khuyên khuyên thầy có hỏi không?
trong cái chat đấy, Để em xem có chế độ ác tính thế nào hoặc là xác định ác tính thế nào. à, thực ra là trong Google thì hiện tại vì số lượng báo cáo các ca rất là ít ạ. Họ họ nghiên cứu về, họ theo dõi sống thêm, họ xếp hiện tại cái U này là đang cốt trên một. Còn những cái mà em cái khi nãy em liệt kê những cái yếu tố mà liên quan đến khả năng di căn xa hoặc là tái phát tại chỗ sau phẫu thuật của bệnh nhân thì là U thì U phát triển nhanh nhiều khối, bệnh nhân không thể phẫu thuật được vì U nhiều khối rồi, lại còn tình trạng xâm nhập mạch, tình trạng nhiều nhân chia cho bệnh nhân có hoại tử nữa, và phát triển kiểu xâm lấn vào mô gan thì là những cái yếu tố mà hướng mình khi mà lâm sàng họ hỏi thì mình sẽ trao đổi với họ là những cái yếu tố đấy thì là những yếu tố mà tiên lượng ác tính hơn so với những cái đặc điểm mô bệnh học thông thường của bệnh nhân này. Còn hiện tại là chưa có cái phân loại hay chia độ gì cắt ổ cây bảy bao nhiêu hoặc là nhân chia bao nhiêu như nào đấy cho cái u này ạ. À, em sẽ hết ạ. Còn ai có câu hỏi nào nhỉ? Thế trong khi mọi người chờ mọi người thì anh hỏi mấy câu. Thứ nhất một là ở trong các cái báo cáo ấy, em đang đọc thì có ca nào làm NGS chưa? Hiện tại thì chưa ạ. Hiện Tức là tại mấy trong cái trong 53 năm ca ca của em thì không được làm rồi. 3 ca thì em thấy chưa có ca nào giải trình tự gen NGS đâu. cái ca này của mình liệu bệnh phẩm có đủ để làm NGS không? Bệnh phẩm thì bệnh nhân này được sinh tiết 2 lần. Một lần thì em nhuộm em trả lời rồi, còn lần hai em hướng đến cái u này luôn thì vẫn còn bệnh phẩm ạ. Bệnh nhân này được xin tiết lại lần hai để gửi đi đi Pháp, nên sau đấy bệnh nhân không không có tiền làm nên là hiện tại thì là bệnh nhân cũng chưa làm gen đâu ạ. Giá NGS thì hiện tại ở Việt Nam khoảng bao nhiêu hành nhỉ? Tôi đâu biết đâu, cái này không biết được, hình như là thầy Lợi thì bây giờ thầy có làm cái Oxford Nanopore ấy, thì có khi rẻ mà có khi thầy còn làm miễn phí cho ấy, nhưng mà với điều kiện là chắc là phải làm báo cáo quốc tế, bởi vì để tôi hỏi lại thầy cho, chứ NGS bây giờ cũng tùy theo mà mình làm kiểu gì ấy, ví dụ như làm giải trình tự gen không thôi thì hình như nó cũng khá là rẻ á. Thôi để, nhưng mà cái Cái chính là này phải xin xin được ý kiến người nhà ấy. Khuyên em có cách nào liên lạc không, thì nếu mà xin được thì để chị tìm cách, nếu mà nó không quá em đắt. có gọi ấy, em có gọi cho mẹ bệnh nhân, nhưng mà tức là sau 5 tháng trước đấy thì em vẫn liên lạc, nhưng mà sau đấy thì em không biết là, thôi để hôm sau em gọi vì em vẫn còn số, em vẫn còn hồ sơ, vẫn còn Chắc liên lạc với mẹ bệnh người nhân ta ấy, thì nản em gọi lại. quá rồi thì bảo cũng không, em cứ nói rõ với người ta là mình gửi đi làm nghiên cứu ấy, thì cái này ngoài giúp cho bệnh nhân ra thì còn giúp được cho những cái bệnh nhân khác nữa ấy. Thì em cứ thử xin phép người ta xem, Vâng nếu vâng người ta đồng ý cho sử dụng mẫu để làm nghiên cứu xa hơn thì chị sẽ tìm cách để xem có làm được ở tại Việt Nam không, còn không chỗ có gửi qua chỗ Hiệp được không, chỗ Dana ấy thì sao, học vật nó có tài trợ những cái ca khó không? Nó không có tài trợ chính thức, nhưng mà vấn đề chỗ là cái tiền để làm NGS thì ok đây, nhưng mà cái thủ tục mà gửi sang đấy phức tạp, phải làm nhiều thứ cũng được. Nhưng cái này Khuyên đã viết báo tiếng Việt chưa hay nào? Biết là tiếng Anh chứ quên Em hiểu đang căn biết bệnh. rửa tiếng Anh ạ. À. Em chưa bao ca Cái này là này em phải định viết cái phá cái tiếng Anh report, nhá. Em tóm không bao phá lại tiếng đúng Việt rồi, đâu ạ. mình chắc chắn phải viết cái report, nhưng mà anh đang nghĩ chắc là làm thêm NGS. Cái này thì có cái canxi hóa nó nhiều như thế, thì liệu có thông tin về em có lúc mà chẩn đoán tham khảo chẩn đoán hình ảnh, liệu có giúp mình được chẩn đoán phân biệt với những khối u khác không? Thật ra với cái u mà có lúc mà em vì bệnh nhân có khối canxi hóa mà lại nhiều khối gan, em xem chẩn đoán hình ảnh thì em cũng có trao đổi lại với lại các bác sĩ chẩn đoán hình ảnh, thì thật ra cái hình ảnh canxi hóa này thì nó không thực sự, tức là có nhiều u có thể có, ví dụ như là u u thần kinh nội tiết đôi khi cũng có vùng canxi vùng xương này, thì em có trao đổi thì các bạn ấy bảo cũng không phải là hình ảnh đặc đặc hiệu cho cái u này ấy, tại vì các bạn ấy nghe em nói cái u này cũng là lần đầu tiên các bạn ấy được nghe cái tên u này, nên là em cũng cũng có trao đổi thì các bạn ấy bảo là không 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 đặc hiệu, các bạn ấy chỉ biết là đây là một u ác tính, là bởi vì bệnh nhân có nhiều khối lại có nhiều hạch các thứ đấy ạ, thì khối gan to chiếm gần toàn bộ của mô gan nữa, còn các bạn ấy cũng không biết là cái bạn cũng không trả lời cho em là cái hình ảnh canxi hóa vôi hóa này có đặc trưng thực sự cho cái u này không ạ? Tại vì đôi khi trong những cái báo cáo em đọc ấy, thì có những cái trường hợp u nhỏ nó không có vôi hóa đâu ạ, mà mô u toàn bộ chỉ là cái các cái đảo các ổ cấu trúc hình thoi dạng biểu mô như như cái hình ảnh HE, thì em sâu ra thôi ạ. Nhưng mà hình thái nhìn hơi đơn dạng, liệu có ngoài beta carotene, liệu thông thường những hình ảnh này mà
nó hiếm, mình không không hiểu về cái bệnh học của nó, nhưng mà chắc là có thể nó có một cái đột biến gen đặc biệt nào đấy, kiểu như theo cái nhóm gene fusion nào đấy không? Không có ý. Thấy cái báo cáo nó đề cập không? Họ có làm cái đột biến của cái giống như kiểu chuyển dạng của bao hoàn chỉnh kiện, nhưng mà họ thấy là không 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 có bất thường trong cái u này anh ạ. Một số nghiên cứu họ có làm cái fusion đấy đấy, mà họ không thấy bất SSSX thường, tức gì là đấy đúng không? Ok rồi, đúng vâng SWR1 đấy, cái đột không? cái hợp nhất của cả hai cái gen đấy, nhưng họ không thấy bất thường trong u này. Ok. Cái này thế phân biệt với mấy cái đường mật phản ứng này để rìa khối u với phân biệt đường mật ung thư nào? Đường mật Nhìn nhiều cái tế bào nó hơi hơi biến đổi nhìn cái ghê. đúng, vì tại vì lúc đầu nhìn cũng ghê ạ. Tuy nhiên thì thế nên Không, đây lúc là đầu về mà mặt ok thôi. à, Mình không, đang vâng thì về mặt hình bình thái, hoặc là thường ví dụ như em muốn phân biệt với cái đường mật phản ứng với đường mật ung thư thì có thể phân biệt như thế nào? Ngoài hình thái HDL đã. ngoài ngoài hình thái đấy ạ. Ừ. Thường Như, thì ví dụ như không. Ừ thì phân biệt thế nào? nếu mà phân biệt giữa đường mật phản ứng với lại đường mật ung thư thì phải dựa vào từ lâm sàng, xong rồi cận lâm sàng thì Không, ví dụ cái thành phần HDL. đường mật này này, theo lý thuyết là cái thành phần đường đường mình biết ở đây là một khối u ác tính, nhưng cái thành phần u chính là cái tế bào tròn tròn kia, còn thành phần đường mật mình nghĩ nó là phản ứng. Nhưng mà người khác nó bảo nhỡ lao cái thành phần này ung cái u này nó bị hóa đường mật thật, ung thư thật thì làm sao? Thì em làm sao em Thì phân biệt được lúc với đầu cái bác nào? vâng, thì bác sĩ ở khoa bắt đầu cũng nghĩ là cái này là vì bệnh nhân trẻ ung nguyên bào gan có kinh nghiệm tiếp với bào đường mật ở đây không. Tuy nhiên thì nếu mà ung nguyên bào gan tiếp với bào đường mật thì mình sẽ trộn những cái thì mình phải dựa vào, thứ nhất là phải vào hình thái HE, bởi vì cái hình thái cái này là các cái đường mật phản ứng thì là nhân và cấu trúc thì nó khá là đều nhau, chất nhiễm sắc mịn không có nhân chia, không có tính chất xâm nhập ở đây. Hai nữa là cái mô đệm này lại xâm nhập khá là nhiều viêm ấy, thì em không thấy 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 nó giống ung thư ạ. Hai nữa là mình sẽ dựa vào các xét nghiệm cận lâm sàng như là dấu đoán chỉ điểm u của ung thư đường mật không, hình ảnh HE, hình ảnh các lớp vi tính của ung thư đường mật không ạ. Giờ sẽ hóa môn miễn dịch có cái nào để giúp phân biệt được không? Hóa môn miễn dịch kìa. Không ạ, thì em thấy đường mật phản ứng với đường mật ung thư thì tùy tiếp ạ. À, Nhưng mà cái đường mật này là thuộc nó là vi vi ống mật mà. Em phải phân biệt với nhớ cái này ung thư với ung thư tiếp vi ống mật đi ạ. À, tại vì lúc đầu em đã không định hướng đến ung thư tiếp vi ống mật rồi nè. không, đây là bây giờ mình đang đặt ra cái thực tế, tại vì nó u nó hiếm mình phải nghĩ nhiều kiểu. Lúc mình chẩn đoán phân biệt chẳng hạn thì mình phải đặt ra cái bàn luận thôi, mình gọi là cái này thì là kiểu suy nghĩ thôi. Thì ví dụ như theo lý thuyết, nếu em muốn phân biệt với cái thành phần đường mật này về mặt bệnh học ấy, cái phần này là em khẳng định nó là khi mà em viết báo ấy, chẳng hạn thì người ta sẽ bảo em là cái đường mật này có thể ung thư, có thể là do biệt hóa u hoặc là do cái nó là đường mật phản ứng lành. Thì về mặt lý thuyết hoặc là về mặt khoa học vậy thì em phân biệt giữa cái ung thư làm sao em khẳng định được cái này là thành phần này phản ứng, còn thành phần kia nó là chỉ là nó không phải là thành phần u, Vâng, thì em chứng minh cho người thì ta bằng nào? Ngoài cái hình thái HDL ra, đương nhiên thì mình ngoài cái hình thái truyền hình HE thì HDL, ví dụ hóa môn miễn dịch thì để giả sử những hóa môn miễn dịch thì em có thể dùng những cái dấu ấn nào để em phân biệt? ngoài cái dấu ấn CK7, CK19 ra ấy, thì mình có thể nhuộm thêm dấu ấn email CD6, với lại là có thể nhuộm thêm P53 hoặc K67 ạ. Tại vì nếu mà là ung thư thì chỉ số K67 thường sẽ là cao ạ. Còn phản ứng thì hoặc là lành thì thường em nhớ là tài liệu là dưới 2%. Ông những cái P53 CK7 thì mấy cái 56 cái không phân biệt được, cái này lành đều ung thư đều nó đều dương tính hết. Khi 67 thì P53 thì cũng được nhưng mà đầy ung thư, tỷ lệ ung thư wild type P53 trong ung thư đường mật khoảng bao nhiêu phần trăm? Không không
Anh nhớ là không quá 50% ung thư đường mật nó có đột biến P53 thì cái tỷ lệ mà nó âm tính nó vẫn là có. Thứ hai nữa P gì nhỉ? Ki67 đương nhiên theo lý thuyết là ung thư thông thường là trên 10%. Nó là cái thống kê trên cái diện rộng nhiều ca nhưng thực ra cũng nhiều ca Ki67 nó khá thấp. Liệu có dấu ấn nào tốt hơn không? Để phân biệt đâu. Em thấy Vâng thế ạ. này em không biết Em không biết thì nợ nha, trả nợ nha, cho nợ nha. kiểm tra miệng luôn đấy à, quên ạ. Bài kiểm tra giữa kỳ á. Thôi Hiệp trả lời Ok. luôn đi cho mọi người học cùng với, để định giấu riêng à, bí kíp giấu ngày ha, trả lời luôn đi. Không, thực ra ví dụ như mình có mấy cái dấu ấn người ta hay dùng, thực ra nó không không hoàn toàn đặc hiệu nhưng mà hay dùng ví dụ như là có cái IMP3. Đương nhiên là cái bề mặt thực hành ở nhà mình nó ít, nhưng hoặc là ví dụ ở đây thì mình có dùng, hoặc là Nhật người ta hay dùng IMP3. Thông thường nó sẽ dương tính lan tỏa khá là mạnh ở trong cái ung thư, mà hầu hết là nó chỉ dương tính rất là yếu ở trên cái bề mặt tế bào, hoặc là âm tính trong các cái mô lành phản ứng thôi. Hoặc là ngoài ra một cái cây KL6, KL6 thường là dấu ấn thì nó không phổ biến lắm, nhưng nó cũng thường là nó dương tính rất là mạnh lan tỏa. Hoặc là đôi khi nếu mà vi ống mật thì nét tin nó có thể dương tính mấy dấu ấn, và một vài dấu ấn khác nữa chẳng hạn. Nhưng mà đa y văn người ta thông báo với viết khá là nhiều rồi, nhưng mà cũng về mặt thực hành nhiều khi mình ít dùng, hoặc là ở nhà mình không dùng thôi, nhưng về mặt lý thuyết là mình sẽ có những cái dấu ấn để mình chuẩn đoán phân biệt được. Nhưng mà tốt nhất là mình chiến thực hành thì mình HE vẫn là nhất, nhưng mà khi mà viết báo chẳng hạn thì người ta sẽ đặt ra câu hỏi thì mình phải có cái phần đấy, nếu có thì Mấy cái đấy là mình mà muốn nhập về cũng mệt á. À, có câu hỏi nữa kìa Hiệp ơi, có hai câu hỏi phía dưới. Bác sĩ Thi hỏi cái này bệnh nhân có tiền sử gì không, về tiền sử gia đình, về các bệnh di chứng. Ca này em có gặp mẹ bệnh nhân thì em hỏi bố mẹ bệnh nhân thì là trước nay hoàn toàn khỏe mạnh ạ. Bạn này lại gọi lại là con cũng 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 tận 15 15 tuổi thì bạn ấy mới phải đi, tức là vì bạn thì mới đi khám sức khỏe thôi, còn trước đấy thì bạn ấy không có thể sửa gia đình gì đặc biệt đâu ạ. Cả về gen đấy em có hỏi là bệnh nhân không có. Ừ, thằng Nguyễn hỏi em sâu là cái phần CK đã bộc lộ Đấy CK đóng u này. không biết là nó một bên trong đây này. Vậy để cho em một tí. Đây ạ. Đây là dấu ấn bộc lộ về ấn CK. Bình thường thì trong cái ung thư biểu mô hoặc là các u biểu mô ấy, thì sẽ dương CK sẽ dương rất là mạnh. Nó lên đến mạnh với lại bào tử vào màng. Còn trong cái u này thì nó sẽ tính kiểu dạng khúc thêu, nó cứ yếu 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 quanh cái nhân này ạ. Nó cứ hạt là dạng dạng của Nó quanh dương tính nhân, dạng quanh dạng bào tử. dot đúng không? Dạng chấm nhỉ? Dạng dot 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 line quanh Dot quanh nhân line. ạ, perinuclear Còn dot line ạ. cái đường mật Chứ phản nó ứng không thì dương nó tính sẽ mạnh mà lan tỏa như cái ống mật lành phản ứng ở bên cạnh ấy. Thì ống mật lành phản ứng nó dương tính rất là rõ với bào tử vào màng, rõ luôn đấy. Cái u này thì nó không ạ. Nếu nó mà sâu cái nhìn kỹ lại hình thì beta cái này catenin. chị lại thấy là nói em ạ, chị lại thấy là nó có vẻ coi như là âm tính, bởi vì nếu mà nhìn mấy cái ổ của những cái tế bào trừ stroma cell ở bên cạnh những cái ống mật thì phía trên góc bên trái góc Đây ở đây ạ. nó cũng có vẻ như thế, thì phải coi này nó giống như một cái background chứ hả? Nhiều khi nó là background, tức là cái này sẽ coi như là âm tính luôn á. Âm tính à? Thế tại vì mô đệm đây, cái mô đệm cạnh đây À, thì em cái nó âm sơ, chứ, nguyên màng sơ còn nó cái rất vùng là này thì bự, cái vùng mà sơ hóa mà bao quanh một cái tổn thương nào đấy thì chị phát hiện ra là cái phần sơ hóa đấy thường nó rất là bự, nó nhiều khi nó cũng dở hơi dở hấp lắm, nó không dương tính đều đặn đâu. Ví dụ như chị làm khá nhiều về nhuộm frozen tissue ấy thì những cái nguyên bào sơ ấy nhiều lúc là nó cũng dương tính với những cái marker của dòng lympho ấy, nhưng mà cái thằng thằng thì dương, thằng thì không dương à. Tức là cái nguyên bào sơ mà trong những cái vùng sơ hóa thì nó dương tính nó rất là lởm khởm. Cũng không biết, chưa chưa rõ cái nguyên nhân vì sao, cũng có thể là do cái vùng đấy nó bị chèn ép hay là nó bị sao đấy mà cái khả năng bắt kháng thể của nó kém hay thế nào thì chị không rõ nhé. Nhưng mà cái trưng chung của cái bọn mà mô mà bị sơ hóa mà có nhiều cái thành phần collagen ấy là thường cái phần đấy là nhuộm hóa mô miễn dịch là nó sẽ lên không ổn định. Đấy.
thì đặc trưng chung là như thế, cho nên em phải xem ở những cái vùng vùng khác nó trên hình này thì mình không không thể nói được gì nhiều, nhưng em xem thử những cái vùng khác mà vùng mô nó loose, nó thưa hơn ấy đó, nó không có dày, nó không bị theo kiểu xơ cứng như này ấy, thì mới đánh giá được xem nếu mà ở những cái vùng mà nó không bị xơ cứng mà nó lên theo cái kiểu giống hệt như cái vùng u này của em nó lên ấy, thì phải coi đây là background chứ không thể coi là dương tính được đâu. Bởi vì chị biết là ở Việt Nam mình có mấy cái marker CK mà không biết là của hãng nào ấy, nhập vào là nhuộm dương tính từ lưa hết. Thì nếu mà mình muốn tính là nó dương tính thật sự thì phải có cái chứng là cái mô nó phải dương tính thật là mạnh như này cơ. Còn nó sẽ dương tính không đặc hiệu với một số cái này ngày xưa gặp mấy lần rồi, nhưng không biết marker này của bọn em là của hãng nào và cái tính đặc hiệu của nó có cao không ấy. Cái kháng thể này là mình phải rất là cẩn thận luôn á. Phải tùy theo Nhưng dòng, mà theo cái lô tại nào ấy. vì bệnh nhân này có mấy ổ thì em thấy nó đều dương tính với kiểu này, và mô Không, đệm thì nó âm ấy. chị không nói là nó sai hay không sai, mà chị chỉ muốn nói là mình phải À xem vâng, cẩn thận check ấy, lại bởi vì mà để xem cái background ấy ở những cái vùng khác mà không phải là u, cái vùng mà mô liên kết thưa ấy nó không phải là u thì nó có lên giống như này không, nó có tế bào nó dương tính cũng độ ổ ổ như này không ấy, bởi vì nhiều khi nó là dương tính kiểu không đặc hiệu ấy, nó có vâng. dương nhưng mà dương tính không đặc hiệu, hoặc là có thể coi như là đấy là một cái background và nó sẽ làm nền, thì những cái thằng dương tính thật sự mạnh ấy, tức là mình phải chọn cái điểm cắt ọt nữa, nó có nhiều thứ tác động lắm thì đánh giá nó phải cẩn thận một tẹo. Cái này em mà gửi báo chắc chắn em sẽ bị cãi á, nhất là những cái người người ta làm hóc môn miễn dịch nhiều, người ta có kinh nghiệm nhuộm nhiều, người ta sẽ đặt câu hỏi, còn nếu mà may mắn mà gặp người ít làm thì họ sẽ không kiện cáo gì đâu. Chị gặp nhiều lắm rồi, có những chỗ là nó dương tính không đặc hiệu, nhưng nó có thể dương tính không đặc hiệu với fibroblast, nhưng không phải fibroblast nào nó cũng lên đâu đấy. Ví dụ như cái con đấy làm, hình như nếu chị nhớ không nhầm là cái CD68 của chị ấy, ví dụ chị nhuộm xong là phần lớn là macrophage thì nó phải lên, nhưng mà fibroblast nó cũng lên, nhưng mà không phải con fibroblast nào nó cũng lên đâu, lâu lâu có một vài con thôi à đấy, nó lởm khởm thế chứ không phải là nhất định là nó phải lên hay gì đâu, nó là còn tùy theo cái độ ổn định của marker cũng như là cái tính chất mô hay như thế nào đấy. Những cái vùng sơ mà em thấy nó âm tính đây này thì hầu hết em cứ để ý mà xem, hầu hết là em sẽ gặp nó trừ Vimentin là có thể dễ dàng dương thôi nhé, còn hầu hết những cái vùng sơ cứng thì em gọi cái gì nó cũng trắng thếu thế luôn này. nó Vâng, kỳ nó kỳ quái để em check lắm. lại cho cả. Vâng. Câu cái hình beta-catenin xem ơi. Và cái đường mật nó lên với dương tính với bột tương đúng không? Vâng, đường mật Thông thì thường thua lành những tính môi trường. beta-catenin bình thường nó sẽ dương tính với bột tương của các tế bào như tế bào gan, nó dương tính bột tương đúng không? Thông thường Tế nếu bào tính gan, dương tế bào tính đường thì mật. nó chỉ là ví dụ lên với nhân thì mình tính là chỉ coi là dương tính. Vâng, bắt buộc phải lên với nhân ạ. Thì khi Với mà lại tại vì em khi tìm những mà beta catenin bình thường nó ở màng tế bào, thông thường nó ở màng tế bào, nhưng mà khi mà nó sẽ translocation tức là nó di chuyển vào trong nhân ấy, thì nó tương tác với mấy cái transcript factor thì lúc đấy nó bộc lộ trong nhân. Thông thường trong các cái đột biến thì thường là sẽ khuếch đại. À, ví dụ trong nhuộm các cái u gan cũng thế, là nếu mà nó phải dương nó lên với nhân thì mình mới tính là dương tính, còn cái bột tương thì nó chỉ là bình, nó là bình thường, nó dương nó cũng lên thì trường hợp đấy nó xem là âm tính. Thì khi mà phiên giải kết quả chẳng hạn, ví dụ như là cái đường mật này này xung xung quanh này, này mình thấy chủ yếu là nó dương với tính với bột tương, cần nó lên với bột tương thì đấy là trường hợp của cái pattern phản ứng bình thường của beta catenin. Thế nhưng giả sử trong các cái u mà nó có bộc lộ trong nhân thì lúc đấy mình mới gọi là tính nó thành dương tính. Em thấy em nhuộm trên mô gan, u gan em thấy xem là nhiều u gan nó sẽ dương tính với bào tương của tế bào gan mà. Nhưng mà nó lên với bào tương tế bào thì mình gọi là âm tính. Khi mà nó bắt màu trong nhân thì mình xem là dương tính. tôi thì Với lại nghĩ là em có cửa dạ. thành là dương tính với màng hay là dương tính với bào tương thì nó vẫn cứ là dương tính, nhưng mà nó không có ý nghĩa bệnh học ấy, còn dương tính với nhân thì mới có ý nghĩa thôi, chứ đâu nhất thiết mình cứ phải bảo nó là âm tính đâu, đúng không? Rõ ràng nó Vâng. dương là mình bảo nó âm được, có thể mình coi là dương tính bất thường đi, dương tính với nhân, hoặc là nhưng thường là trên màng tức là tùy theo mô, nhưng mà phần lớn ví dụ như da chẳng hạn thì là nó quy định của nó phải dương tính với màng, và khi mà nó chuyển vào bào tương với cả chuyển vào nhân rồi thì nó gọi là abnormal ấy, là dương tính bất thường á
Đấy thì thực ra tôi nghĩ gọi dương tính bất thường với cả dương tính bình thường thì nó hợp lý hơn là bảo là âm tính. Đúng không? Nhỉ. Yeah. Hoặc là em thấy là Ok, tôi đồng ý. mình nốt là dương tính với gì ở bên cạnh nhé. Chắc là Đúng lâm rồi. sàng họ cũng sẽ hiểu, tại vì Thực bình ra cái thường vật bản thân bình thường với tế bào nào nó thuật cũng sẽ dương tính ngữ bằng được. thì đương nhiên là không quan trọng. Ý là khi mà mình phiên giải kết quả về vị âm thế nào là nó có ý nghĩa chẳng hạn, thì cái phân biệt giữa cái bậc tương và nhân là quan trọng. Ừ, đúng Còn rồi, mình không, gọi thế nào đấy thì là ý tôi là mình làm sao để cho người ta đỡ confuse ý, bởi vì bây giờ rõ ràng là có màu sắc, có dương như thế kia mình lại bảo là âm tính thì nó hơi kỳ chứ. Chứ còn đương nhiên người trong ngành thì ok nói câu rồi. là mình hiểu với nhau rồi, nhưng mà mình cứ rõ ràng ra là thì tôi nghĩ là như thế thì nó sẽ đỡ lẫn lộn hơn thôi. Ok rồi. Còn ai có câu hỏi gì nữa không nhỉ? Vẫn còn khá nhiều thời gian nữa. Không sao, nó hết sớm được mà. Ông còn câu hỏi gì Ok. thì ông kiểm tra miệng thì ông kiểm tra nốt đi, còn không thì không thì kết lớp được rồi, không sao đâu. Thôi ở đây chắc là không ai có câu hỏi nữa, xin đâu. Buổi hôm nay xin dừng tại đây. Cảm ơn thầy cô anh chị và mọi người đã tham gia. Cảm ơn bác sĩ Khuyên rất là nhiều. Bài chuẩn bị rất là công phu và chu đáo. Và khuyến nghị bác sĩ Khuyên là cái này là viết báo tiếng Anh nhé. Xong rồi viết sớm đi. Nếu mà nhờ Hạnh xem cái NDS thế nào thì có thể mình có làm được cái NDS hay không. Ok, Để để qua lễ em gọi xem. lại cho bệnh nhân ạ. Để chị ơi em hỏi một chút là ví dụ trong trường hợp mà không gọi được bệnh nhân thì mình cứ mượn mình làm nhé. Tại vì Mượn mà làm ấy có thì khi thứ nếu nhất mà em tiền thì chị có khả năng thôi, chị không hứa trước là nếu mà trong giới hạn cho phép thì chị có thể hỗ trợ ít nhất là một nửa. Tuy nhiên là cái này nếu mà một khi mà mình đã bỏ rất nhiều công sức để làm NGS thì cái chi phí cho cái này có thể nói là em đầu tư vào cái ca này nó rất là cao, và nếu mà không có sự đồng ý của bệnh nhân thì em chỉ public được trên những cái tạp chí nó rất là lèng mèng thôi, mà đã tạp chí lèng mèng thì nó không bõ ấy em. Đấy, em phải suy nghĩ kỹ nên là nếu mà gọi cho bệnh nhân mà người ta không trả lời, em nhắn tin, nói chung là tìm cách nhắn tin để cho thuyết phục người ta, bởi vì cái này nó cũng rất là có giá trị không chỉ cho bệnh nhân mà còn giá trị cho cả người khác nữa. Đấy thì em cứ dùng cái lý do đấy thì xong rồi liên lạc lại xem nào. Nói chung đây là kỹ năng của em á. Tìm cách đi ha. à không, để em có bình thường em có gọi cho, để qua tuần em gọi, để qua lễ em gọi, em Vâng. trao đổi lại với mẹ bệnh nhân xem tình nào ạ. Ừ, Vâng, vâng kể cả ừ, sẽ về em mặt sẽ gọi báo chị. cố gắng lên, ừ, xem có gì báo lại chị nhé. Chứ còn nếu mà mình đăng ký public trên những cái tạp chí linh tinh ấy, thì chị nói thật là nó lãng phí ấy, nó hơi lãng phí thật sự, bởi vì mình đầu tư quá nhiều tiền luôn. Vâng, NGS để có qua tuần em rẻ gọi cho bệnh nhân ạ. cũng phải mấy chục, nhưng mà cái đấy chắc là chị hỗ trợ được, chị sẽ xem xét chị có thể hỗ trợ được, nhưng mà từ từ đã, cứ em cứ xin được cái ý kiến bệnh nhân trước đi Dạ, để ha. Ừ, qua tuần em rồi. gọi ạ. Ok, thế nha. Ok, Thank you rồi, em. cảm ơn chạy, cảm ơn, chào mọi người. À, em chào anh chị ạ.